Ok, xin chào anh em. Mình vừa vệ sinh xong và sửa lại cái bể của PewPew xong. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là bây giờ nó rất là đẹp rồi đúng không ạ? Đấy, rất là trắng sáng. Ok. Thực ra thì còn một chút vấn đề phải xử lý. Đấy là cái bạn thì các bạn có thể nhìn thấy lá cây đúng không? Nó đang dính tảo nâu. Nó vẫn dính tảo nâu. Thì cái này chưa thể vệ sinh trong ngày 1, ngày 2 mà hết được. Thì mình đã hướng dẫn cho PewPew rồi. PewPew có lẽ là sẽ thả thêm một chút ốc và tép nữa, thì nó sẽ giúp PewPew trong 2 tuần tới nó sẽ dọn dẹp được bớt những cái mảng bám này. Ok. Và đây cái bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho PewPew cách là sử dụng cái bộ timer này để giúp kiểm soát chế độ đèn đỡ được rêu hại. Thôi ông quay hộ tôi đi. Ok. Ông cứ cầm đây, ông cầm này. Đúng rồi. Ok. Tôi cứ dẫn ông luôn nhá. Okay. Đây, cái này nó chỉ theo giờ thực này. Còn khi mình ấn xuống bất cứ một cái mốc nào thì nó sẽ bật đèn vào cái giờ đấy. Vậy bây giờ ông muốn ngắm cái bể cá của ông vào thời gian nào? Tôi sẽ cài cho ông luôn. Tôi sẽ thường là từ 12 giờ trưa cho đến 12 giờ đêm. 12 giờ trưa đúng không? Ok, 12 giờ trưa đấy. 11 đến 12 giờ nhá. Rồi. Tôi sẽ để khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Cố gắng là khoảng 6 tiếng một ngày là ok. Còn 8 tiếng được thì tốt, nhưng phải kiểm soát nước là tốt cơ. Đấy, một mốc thời gian rồi này. Tiếp đi, ông ngủ dậy lúc mấy giờ? Tôi thường ngủ dậy lúc tầm này đấy. Ok, thế giờ nào ông ngồi đây ông ngắm nhé? Ngồi đây thì thường là bắt đầu từ 8 giờ. 8 giờ, thế thì xa quá nhỉ? 8 giờ đến 10 giờ đúng không? Đúng rồi. Thế thì vẫn chưa đủ thời gian, vẫn còn khoảng hơn 1 tiếng nữa. 8 giờ đến 10 giờ thì cho từ 12 giờ đến 12 giờ đêm luôn đi. 12 giờ đến 12 giờ đêm á? Thế thì 12 đến 1 nhá. 12 đến 1 này. Ok. Thì đây là những cái giờ mà nó sẽ đúng rồi. Sẽ mà... Nó cứ xoay này, ông nhìn nguyên lý này, xoay này đúng theo cái thời gian của đồng hồ này. Rồi đến này nó tạch một cái này. Đấy. Nó tắt này. Rồi hiểu. Đấy, nó cứ xoay thôi. Và bây giờ thì đồng hồ. Đây, bây giờ đang là 2 giờ 2 giờ 40 đúng không? Ok, tôi sẽ xoay cái thời giờ thực này. Theo đúng 2 giờ 40. Đấy. 2 giờ 40 đây. Đúng chưa? Nó sát 3 giờ đúng không? Đấy, bây giờ ông chỉ việc cắm ổ thôi là nó sẽ kiểm soát được cái chế độ đèn. Ông không phải làm gì thêm cả, nó sẽ tự bắt tắt. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra nốt cho một thứ nữa, đấy là cái lọc. Đấy nha. Thực ra là PewPew đang đến những cái quán cá cảnh ở ngoài thì họ chưa hướng dẫn mình cách sử dụng lọc tối ưu. Đây, mở ra là thấy ngay. Hiện tại là ông đang dùng toàn những cái lọc mà nó rất là cơ bản thôi, gần như không có vật liệu lọc đúng không? Đây chỉ là một miếng bùi nhùi thôi. Đúng rồi. Đấy, nó không hề có vật liệu lọc. Chính vì như vậy thì cái khả năng kiểm soát nước nó sẽ không tốt. Nước trông trong cái này thôi, nhưng thực sự nó vẫn chưa tốt, bởi vì nó chưa có cái loại vật liệu lọc có thể giữ được vi sinh tốt. Đấy, ok, thì chiều tôi sẽ ship cho ông cái loại vật liệu lọc đấy. Okay. Ông chỉ việc bỏ vào đây thôi, nó sẽ tăng cường khả năng xử lý nước. Ok, nếu mà cần bộ lọc khác thì ông cứ đưa tôi thôi. Ok. Và đây là một những sản phẩm mà ông sẽ phải dùng nhá. Lúc nãy tôi vừa chém gió xong rồi đúng không? Cái này thì nó sẽ tăng cái hiệu quả xử lý nước lên gấp nhiều lần so với dùng thông thường. Nó là vi sinh sống. Đấy, M-Pro. Thì đối với bể này thì 10 ngày ông dùng nửa nắp. 10 ngày dùng nửa nắp, ok. 3 lần, ok. Thì cứ yên tâm là bể của ông sẽ ok đúng không? Rồi, ok. Bây giờ là thấy luôn à? Làm tí. Yên tâm mùi thơm. Nửa nắp à? Từ từ. Cậy siêu. Đấy, nó còn cậy siêu nữa. Hàng nhập khẩu mà. Cậy cái gì ta? Nó có một cái nắp siêu đấy. Không thì dùng cái một cái đấy được, ok, hoặc là cái kéo. Đây, lấy cái kéo này, đầu kéo này, xỉa bát ăn ngay. Không, cái siêu ở trong á. Đây á? Đúng rồi, đấy, cái nắp siêu đấy, cậy phát ăn ngay. Kể ra cẩn thận quá cũng khổ. Đúng, cái gì tôi cũng bị dén. Hay là chọc luôn đó, trong này à? Thôi rồi, ông để tôi, ông lại quay cho tôi làm nhá. Ông quay bằng tay tôi nữa. Tôi từ từ tôi quay và đứng đôi tay với người sinh tính ra không nghe được từ thằng nào. Đồng hồ chuyên nghiệp của tôi. Đây rồi. Ok, đấy nhá. Cái siêu này cậy này. Rồi, hiểu. Thôi bây giờ thì bỏ nó đi thôi đúng không? Đây, bây giờ sử dụng nửa nắp, bởi vì bể nó khá là bé. Đây. Cái này nó không hôi như cái PSP loại thông dụng. Nên dùng nó cũng tiện. Ok, cho đây. Rồi, ok. Nó sẽ tăng khả năng xử lý nước lên rất nhiều lần. Rồi. Nó kích thích cho cá ăn tốt hơn nữa. Rồi, ok, đã hiểu. Thật sự cái nắp này buồn. Ok. Cái này thì phòng bóng mát rồi nên cứ để bình thường thôi. Rồi, ok, đã hiểu. Ok, thôi được rồi, video của mình hôm nay kết thúc tại đây rồi. Bây giờ anh em sẽ chém gió sau. Hello, bye bye PewPew.